Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của X Mobile. Và như ngày hôm nay, ngày hôm qua thì các bạn đã biết là chúng ta đang rất là rầm rộ vụ những chiếc Samsung Galaxy Note 8 đầu tiên đã được đưa về Việt Nam. Và chiếc đầu tiên đã được X Mobile đưa về là chiếc màu xanh trên tay mình đây. Thì ngoài những cái thông tin về những chiếc Note 8 đó, ngoài ra chúng ta còn có một số thông tin như là những chiếc Note 8 đầu tiên đưa về khi mà kết nối tới mạng Wi-Fi thì lập tức chiếc máy đó sẽ bị lốc ngay lập tức qua số email. Nhưng mà không phải là 100% tất cả những chiếc Note 8 đó sẽ bị lốc, mà nó sẽ phải như thế nào đó thì chiếc Note 8 chúng ta bị lốc. Ví dụ như trước đây các bạn biết là những chiếc Samsung Galaxy S5, S6 hay là Note 5, Note 6 mà Note 5 mà đưa về Việt Nam dưới hình thức sách tay từ bên Hàn Quốc về chẳng hạn, thì những chiếc máy mà bị lốc đó sẽ phải là những chiếc máy mà bị người dùng bên đó báo tới nhà mạng của họ là họ bị mất những chiếc máy đó thông qua email này. Thì lập tức bên nhà mạng sẽ gửi một cái thông báo về chiếc máy đó, và khi các bạn kết nối tới Wi-Fi thì chiếc máy chúng ta sẽ bị lốc ngay lập tức. Còn với những chiếc máy sạch sẽ như trên tay mình đây, mình nói nhá, những chiếc máy sạch sẽ không phải là dạng mất cắp thì mình vẫn tự tin là mình kết nối tới mạng Wi-Fi một cách bình thường. Đó. Thì trong cái video này, cái vấn đề mình nhấn tới đó là những chiếc máy không sạch sẽ khi mà kết nối tới mạng Wi-Fi thì nó sẽ bị lốc 100%. Ví dụ như gần đây là có một thương gia đưa về và đã bị lốc một chiếc máy Samsung Galaxy Note 8, hình như là đúng không thì phải. Đó. Thì nếu như mà những cái điều mình nói từ nãy giờ vẫn chưa đủ để có thể là giải thích cho bạn tin 100%, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đó là lắp chiếc SIM của mình vào chiếc Samsung Galaxy Note 8 này, thực hiện những cuộc gọi đầu tiên. Thì nói chung là mình vẫn chưa lắp SIM vào con này bao giờ. Bây giờ mình mới lắp vào, mình lắp trực tiếp cho các bạn xem nhé. Đây là cái SIM mà mình sẽ lắp ở trên chiếc iPhone 7 Plus của mình. Đó, đây là SIM tiếp theo nhé. Quá trình này thì chắc là nó sẽ chậm chút. Và các bạn thấy là mình kết nối tới mạng Wi-Fi mình tải một đống app, để chút nữa mình sẽ tiến hành đó là speed test trên chiếc Samsung Note 8 cũng như với chiếc iPhone 7 Plus của mình, để xem là chiếc máy nào sẽ ở trên tháng. Thì nếu có một số bạn sẽ nghĩ là nếu như mà chiếc Samsung Galaxy Note 8 này vẫn sử dụng một chiếc Exynos 8895 thì mình speed test làm gì, nhưng mà mình phải nói thật là mỗi chiếc máy thì sẽ được tối ưu một cách khác nhau. Thế nên là không thể nào nói là chiếc Note 8 này cũng giống như chiếc S8 được. Nếu như thế thì chẳng ai mua Note 8 làm gì, nó có mua thêm mỗi cái S Pen rồi. Đó, khi mà mình lắp SIM của mình vào thì nó báo là chiếc máy của mình đã được gắn SIM và có muốn kết nối tới mạng di động hay không. Thì mình sẽ bật luôn. Đó, các bạn đã nhìn thấy là ở đây cái chiếc máy của mình đã nổi lên logo LTE, và bây giờ thì mình sẽ thực hiện cuộc gọi đầu tiên. Rất tiếc là chiếc máy của mình, SIM của mình là SIM trả sau nên là sẽ không thể gọi 900 được, nên mình sẽ phải gọi một số nào đó bất kỳ trong danh bạ. Đây là cuộc gọi của mình phát ra từ chiếc Samsung Galaxy Note 8 này. Các thông tin đó mình sẽ bấm ngắt đi này. Đó, lập tức là bên này ngắt. Rồi, ok. Quên mất, còn một màn nữa đó là mình sẽ khởi động lại chiếc máy này xem nó có bị lốc hay không. LGU cộng, mình chắc chắn là nó sẽ không lốc rồi. Cái video này thì mình đang thực hiện trên camera trước của Samsung Galaxy S8 nha. Các bạn sẽ thấy là cái chất lượng hình ảnh cũng khá là ngon đấy, không hề khuếch một tí gì. Và đây thì mình cũng sẽ giới thiệu ở đây, đó là một chiếc máy tầm giá 4 triệu, chúng ta có Snapdragon 652 này. Có loa boom, loa kép âm thanh hay hơn cái boom sound của HTC. Mình sẽ có một bài trên tay cho các bạn xem. Đó, chiếc máy mình vẫn hoạt động bình thường, kết nối tới 4G hoàn toàn bình thường. Rồi, ok, vậy là mấu chốt trong vấn đề này đó là vì sao chiếc Note 8 của chúng ta bị lốc khi mà kết nối tới mạng Wi-Fi. Đó là những chiếc máy không sạch sẽ thuộc dạng là máy bị mất cắp từ bên nước ngoài đưa về. Thì khi mà người dùng họ báo tới nhà mạng thì nhà mạng họ sẽ hỗ trợ là khóa chiếc máy đó từ xa. Nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là mua Note 8 tại X Mobile toàn là Note 8 sạch sẽ thôi. Nếu như các bạn mua Note 8 ở X Mobile mang về bị lốc, mang đến X Mobile sẽ đổi cho bạn một chiếc máy khác và tặng cho các bạn một chiếc máy khác kèm theo mang về. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích, đừng quên like, share với bạn bè và bấm vào subscribe channel của X Mobile nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.